Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì Hùng tình cờ đi ngang qua xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn và Hùng có nghe đến một ngôi chùa khá là linh thiêng tọa lạc tại xã Đông Thạnh. Ngôi chùa này gắn liền với lại sự tích về một cặp giám thần và ngôi chùa có tên là chùa Đông Linh. Người dân hay gọi đây là chùa Hang và ngôi chùa này linh thiêng như thế nào thì bây giờ Hùng xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau chiêm bái và tìm hiểu về cặp giám thần này nhé. Bây giờ thì mình bắt đầu bước vào trong khuôn viên của ngôi chùa. Nhà chùa đã tận dụng hai bên để làm nhà để xe, một không gian vô cùng là rộng cho các du khách mỗi khi đến chiêm bái ngôi chùa. Hôm nay thì mình đi chiêm bái vào một ngày thường nên ngôi chùa khá yên tĩnh và vắng vẻ. Và theo mình được biết thì chùa Đông Ninh hay còn gọi là chùa Hang là một ngôi chùa trang nghiêm và hiền hòa, nằm ẩn mình sau những hàng cây cổ kính. Chùa Đông Ninh từ bao đời nay với những câu chuyện về lịch sử khai sơn hết sức lý thú và đầy kịch tính. Đối với người dân địa phương thì đây là một ngôi chùa hết sức là linh thiêng. Chính vì thế, hàng năm có rất nhiều du khách thập phương và Phật tử trên mọi miền đến với ngôi chùa chiêm bái và lễ Phật. Và theo mình được biết và tìm hiểu thì chùa Đông Ninh đang nuôi dưỡng tổng cộng khoảng 65 người già neo đơn và trẻ em mồ côi. Người già thì một số đi lại bình thường, còn một số thì bại liệt và bại não rất nặng. Trẻ em thì mồ côi và không nơi nương tựa. Mặc dù với cơ sở vật chất cũng còn khá chật vật, thế nhưng với tâm từ bi của ly sư trụ trì Thích Nữ Như Hiếu cùng ni chúng của chùa và mạnh thường quân khắp nơi thì các cụ già và trẻ em nhỏ nơi đây luôn được bảo trợ và nuôi dưỡng tận tình. Tuy nhiên sự khó khăn và thiếu thốn là không thể tránh khỏi, nên ngôi chùa cũng mong các mạnh thường quân chung tay trong việc bảo trợ và nuôi dưỡng các cụ già neo đơn và các em nhỏ mồ côi. Nên mình sẽ để số điện thoại của ngôi chùa, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với ngôi chùa qua số điện thoại mà mình đã để trên. Cùng quay trở lại với lại kiến trúc và tiểu sử của ngôi chùa thì đây là một ngôi chùa cổ có từ lâu đời, được sáng lập vào năm 1890. Chùa được gắn với mỹ danh Việt Nam linh thiêng cổ tự nên có rất nhiều người đến viếng. Kiến trúc vẫn còn lưu giữ nhiều nét cổ kính. Và trước mặt của các bạn đây chính là điện thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Và điều đặc biệt nhất của ngôi chùa đó là câu chuyện xoay quanh về cặp giám thần từ lúc khai sơn cho đến nay. Dù khó có thể kiểm chứng về độ thực hư, giai thoại về đôi mã xà chùa Hang là một câu chuyện giàu ý nghĩa về khả năng cảm hóa của chúng sinh, gồm con người và muôn loài, và của Phật Pháp. Vào những năm 1890, nơi đây là một vùng đất hoang sơ, vô cùng yên tĩnh và rậm rạp. Dân cư thưa thớt, ít người lui tới. Và nhân dân địa phương đã lập lên ngôi chùa. Khi đó ngôi chùa chỉ là một cái am nhỏ do người dân địa phương lập lên để thờ cúng và cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân không bị đói khổ. Không hiểu sao, cũng từ khi lập lên ngôi chùa, lúc đó cứ đến mùng 1 và ngày rằm, người dân địa phương lại bắt gặp một cặp rắn rất lớn từ đâu lui tới. Ban đầu khi chúng mới xuất hiện, do kích cỡ quá lớn nên mọi người có phần lo sợ. Nhưng do ở trong chùa nên mọi người không ai dám động vào và cứ để mặc chúng ở đó. Điều đặc biệt là cặp rắn rất hiền, chưa bao giờ tấn công một ai, nên người dân cũng không ai đuổi đánh và dần dần người dân cũng quen với sự hiện diện của chúng. Khu vực này ngày đó ở đây có rất nhiều thú dữ và lạn trộm cướp,
kẻ gian rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, từ khi có cặp rắn xuất hiện, người dân dần dần không còn bị cướp, không còn bị thú dữ tấn công nữa. Mọi người cho rằng đó là nhờ cặp rắn thần đuổi thú dữ và kẻ gian đi hết. Từ đó người dân cho rằng đây là cặp rắn thần. Sau này dần dần nhà chùa tu sửa lại và mọi người không còn thấy cặp rắn này nữa. Có người cho rằng chúng đã bỏ đi, còn có người cho rằng chúng già và chết. Từ đó ngôi chùa cũng xây dựng thêm một hang động và lấy hình tượng một cặp rắn to đang bò trên thân cây núp sau hang động nhỏ. Và người dân ở đây gọi là chùa xà. Trước mặt các bạn đây chính là điện thờ Bồ Tát Quan Âm. Một điện thờ được nhà chùa trang trí hết sức là đẹp, nguy nga và tráng lệ. Trước mặt các bạn đây chính là cây ước nguyện, với những dải lụa hồng đỏ, với vô vàn lời ước nguyện tình yêu được mọi người ném lên cây rồi nằm lơ lửng trên đó, tạo thành một cây tình yêu rực rỡ giữa khuôn viên của ngôi chùa. Cây tình yêu luôn thu hút du khách tham quan. Trên thân cây xen kẽ những tán lá là hàng trăm những dải lụa hồng đỏ. Ở những cành lớn không có lá thì các dải lụa được quấn tròn quanh thân cây, khiến toàn cây hiện lên màu sắc rực rỡ. Nhìn kỹ những dải lụa này sẽ thấy chi chít những dòng chữ cầu tình duyên, tài lộc, bởi tên đầy đủ của cây là cây tình yêu và tài lộc. Và thường thì ngôi chùa rất đông khách du lịch vào những ngày đầu năm. Sau đó khách sẽ viết tên năm sinh cùng mong ước của mình lên dải lụa. Có đến hàng trăm, hàng nghìn dải lụa được ném lên cây. Khi nào dải lụa đã ở yên vị trí trên đó rồi thì mong ước của họ sẽ thành hiện thực. Và trước mặt các bạn đây là những hình ảnh mà nhà chùa đã tái hiện lại các thánh tích mà Đức Phật Thích Ca đã xác lập. Và trước mặt các bạn, đây chính là hình tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, một hình ảnh vô cùng là linh thiêng đã được nhà chùa tái hiện lại.
trước mặt các bạn. Đây chính là hang động mà nhà chùa đã cho xây dựng và tái hiện lại cặp lán thần. Đây là lần đầu tiên mình đến với ngôi chùa và khi mình chui vào trong hang, mình đã giật mình vì cặp rắn được nhà chùa trang trí nhìn rất thật. Và trong hang chính là điện thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu. Theo mình, đây là một ngôi chùa mà mình rất thích, với không gian yên tĩnh, trang nghiêm, thoáng mát, rất thích hợp để các bạn gửi gắm đức tin và hy vọng. Hy vọng sau video của mình, nếu như các bạn thấy thích, hãy ghé qua ngôi chùa một lần để mình cùng chiêm bái và lễ Phật. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt các bạn.